Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi tới trong tuần vừa qua. Mở đầu chương trình là một số clip phản ánh về giao thông. Những tấm biển chỉ dẫn giao thông đặt bên đường được kỳ vọng sẽ giúp cho giao thông thuận lợi và an toàn. Tuy nhiên, theo phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Vương có số điện thoại 0166 3 số cuối 765 tại đường D Làng Vàng, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội, đang tồn tại một tấm biển chỉ dẫn không phát huy tác dụng vốn có. Nguyên nhân theo anh Vương được biết là do người dân đốt cỏ đã khiến tấm biển chỉ dẫn này bị biến dạng. Còn khán giả Nguyễn Đình Ngọc có số điện thoại 0168 3 số cuối 784 có phản ánh do không được quan tâm đúng mức, cầu bộ hành trên đại lộ Võ Văn Kiệt, thành phố Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu xuống cấp. Xung quanh cầu, rác thải bủa vây tạo ra cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan. Anh Ngọc cho thấy đây là một trong những nguyên nhân khiến khách bộ hành không chọn lối đi này. Còn tại Khánh Hòa, cây cầu treo thôn Đá Trắng thuộc xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh được đầu tư xây dựng từ 7 năm trước. Tuy thuộc dạng vững chắc nhưng do chiều rộng chưa đầy 1 mét nên đã gây khó khăn rất nhiều đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là khi vận chuyển nông sản. Phản ánh này là của khán giả Nguyễn Thị Thiện có số điện thoại 0989 3 số cuối 987. Một clip giao thông đáng chú ý khác cần phải nhắc tới trong chương trình tuần qua là tình trạng rạp cưới dựng lấn ra giữa đường quốc lộ 48, đoạn qua xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Khán giả Hồ Văn có số điện thoại 0164 3 số cuối 595 có phản ánh, mặc cho các phương tiện, trong đó có cả xe tải, xe ben qua lại rầm rập, đám cưới vẫn diễn ra như trong sân nhà. Được biết tình trạng này diễn ra khá phổ biến ở các vùng nông thôn vào mùa cưới, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp tại ngã ba trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Và nguyên nhân là do ngay đầu ngã ba này có một đoạn mương cống rất nguy hiểm. Khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0914 3 số cuối 904 có cho biết, để hạn chế tai nạn thì người dân địa phương đã phải tự ra đóng cọc, rào chắn nhằm cảnh báo cho người đi đường. Và sau đây, mời quý vị cùng điểm lại những clip đáng chú ý này. Tấm biển với nội dung chỉ dẫn lối ra quốc lộ 5 đã không còn nhìn rõ chữ. Nguyên nhân là do người dân đã đốt thảm cỏ phía dưới, ngọn lửa bùng lên cao và cháy lớp nhựa của tấm biển, sần sùi và nham nhở. Nội dung không còn được phản ánh đầy đủ, khiến ai đi qua đây cũng phải suy luận khó khăn. Từ phản ánh tới chương trình, khán giả Nguyễn Văn Vương rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý, thay thế tấm biển trên để giao thông được thuận lợi hơn. Ghi nhận tại cầu đi bộ số 3, đoạn gần ngã tư Võ Văn Kiệt, giao với đường An Dương Vương, quận 8. Theo quan sát, thời gian gần đây, cầu bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ và hở ám ếch lớn dưới chân cầu, tạo thành những khoảng hở lên đến từ 5 đến 7 cm, dễ dàng nhận biết bằng mắt thường. Nhiều phương tiện qua cây cầu không khỏi giật mình vì tình trạng xuống cấp ngày một nghiêm trọng. Ngoài rạn nứt, các hạng mục khác của cầu cũng đang trong tình trạng xuống cấp. Tên cầu thì bị cây trúc lớn che khuất. Khu vực lên xuống xác nằm ngổn ngang, tạo nên cảnh nhếch nhác và mất mỹ quan. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người ngại lên cầu vì tình trạng ô nhiễm ở khu vực quanh cầu. Không giống với nhiều cây cầu treo khác có chiều rộng từ 1,6 đến hơn 2 mét được xây dựng trên địa bàn huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Cây cầu treo tại thôn Đá Trắng bắc qua con sông Trò thuộc xã Cầu Bà, Khánh Vĩnh lại có chiều rộng chưa đầy 1 mét. Mặt cầu nhỏ hẹp nên đã ảnh hưởng lớn tới việc đi lại, nhất là vận chuyển nông sản khi vào mùa thu hoạch. Nhiều trường hợp do hàng nông sản quá nhiều, người dân phải chia nhỏ ra để qua cầu nhiều lần, rất vất vả và tốn thời gian. không đủ chỗ tránh nhau nên các xe máy chỉ chạy một chiều, trong khi cây cầu dài cả trăm mét. Cái cầu này hẹp quá, khó khăn cho dân chở nông sản về. Cái cầu bên cầu treo xã Cầu Bà này không thuận tiện cho mấy người dân đi ở đây, khó khăn lắm, chở mì, chở bắp đồ không thuận lợi lắm. Về bà con này mong các bên tỉnh giúp cầu treo này bữa cái cho người dân ở đây làm ăn, chở mì, chở bắp đồ thuận lợi hơn. Đám cưới này là của một gia đình ở xóm Phượng, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Đám cưới được dựng lấn ra giữa đường quốc lộ, đông đúc xe cộ qua lại. Trong đó có không ít xe tải, xe ben. Mỗi lần những chiếc xe tải trọng lớn chạy qua, chiếc rạp mỏng manh lại như dùng chuyền. Theo quan sát, gia chủ chỉ đưa ra một tấm biển quảng cáo và một nhánh cây cắm trước phần đầu rạp để cảnh báo cho các phương tiện tham gia giao thông. Hoạt động của đám cưới thì được diễn ra như trong sân nhà. Tiếp theo chúng tôi xin chuyển sang phần điểm những clip đáng chú ý về môi trường. Đầu tiên cần nhắc đến phản ánh của khán giả Nguyễn Đình Ngọc có số điện thoại 0168 3 số cuối 784. Anh Ngọc cho biết nhiều năm qua các phương tiện di chuyển qua đoạn đường Nguyễn Cửu Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đều phải lắc đầu ngán ngẩm vì tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng dọc hai bên đường. Anh Ngọc nhận thấy đây là hệ lụy từ việc thiếu ý thức bảo vệ môi trường sống của người dân và đang gây mất mỹ quan đô thị. Tại đồng bằng sông Cửu Long, trước những diễn biến phức tạp của dịch cúm AH5N1, các tỉnh thành đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch cúm lây lan. Tuy nhiên hiện tại một số địa phương còn có những hộ dân khi gia súc gia cầm bị nhiễm bệnh chết đã không thông báo với ngành chức năng mà lén lút đem vứt xác động vật chết bừa bãi ở khắp nơi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân trong vùng. Ghi nhận này được khán giả Hoàng Bách có số điện thoại 0166 3 số cuối 397 thực hiện tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang gửi tới phản ánh cùng chương trình trong tuần vừa qua. Từ hơn 5 tháng nay, hàng trăm hộ dân thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa luôn phải sống chung với ô nhiễm do sát khu dân cư có một mỏ khai thác đất đá nên hàng ngày có cả trăm lượt xe tải chở đất đá nối nhau chạy rầm rập qua gây bụi mù mịt. Bức xúc trước thực trạng này thì người dân nơi đây đã quay clip và gửi tới phản ánh cùng với chương trình. Và cũng tại Khánh Hòa thì nhiều năm nay, người dân thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang đang phải sống chung với dòng suối cầu răng dây chảy qua khu dân cư bị ô nhiễm, nguồn nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Nguyên nhân thì được xác định là do nước rỉ từ bãi rác rù rì chảy tràn xuống suối. Phản ánh đáng chú ý này là của khán giả Trần Nghi có số điện thoại 0984 3 số cuối 914. Bây giờ mời quý vị cùng một lần nữa nhìn lại những clip đáng chú ý này. Những hình ảnh này mới được anh Ngọc ghi lại trên tuyến đường thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Đây cũng là tuyến đường nối ra quốc lộ 1 và cao tốc. Dù chỉ dài hơn 6 km nhưng không khó bắt gặp rác nằm ngổn ngang dọc hai bên đường. Theo quan sát, cứ khoảng 500 m lại thấy một đống rác lớn nhỏ khác nhau với đủ loại rác thải. Có đoạn rác được chất đống rồi được đốt rất thô sơ nhưng chưa cháy hết nên nhìn vào rất dễ gây khó chịu cho người đi đường. Chưa kể, mỗi khi có gió lớn, rác còn bay tứ tung, gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại và khiến cho ô nhiễm thêm trầm trọng hơn. Những ngày này, các đoạn kênh rạch ở huyện vùng sâu Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bốc mùi hôi thối nồng nặc do xác gà vịt heo bị nhiễm bệnh chết, người dân đem vứt bừa bãi. Bà Nguyễn Thị Huy ở ấp 9, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ cho biết, hàng ngày bà chạy ghe buôn bán rau quả trên những đoạn kênh rạch này, nhưng những ngày qua có hôm bà phải nghỉ bán do nguồn nước bị nhiễm xác động vật chết bốc mùi không chịu nổi. Ở là ngoài sông ở ngoài nó trôi về đường kinh này mới chịu nặng nề hơn ngoài sông ngoài nữa. Là vịt không, là mấy chục con một bao, còn heo cũng bự bự không luôn. Tình trạng động vật nhiễm bệnh chết, người dân đem vứt xác xuống sông xuất hiện từ Tết Nguyên đán đến nay, khiến cho nguồn nước nơi đây ngày càng ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, bởi bà con nơi đây phần lớn cất nhà hướng cửa ra kênh rạch. Khoảng nửa tiếng đồng hồ thấy bao chui, hồi thấy gà, hồi thấy bao heo nó lòi dò ra. Thôi quá chịu không nổi lấy cây xu ra cho nó khỏi chỗ này, vậy chứ nhà mình gần lộ đó. Thành ra mình không có xui ra, mình đâu có dám ngồi đó thở nổi. Cảnh tượng diễn ra hàng ngày tại thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Mỗi ngày có đến hàng trăm lượt xe tải chở đất vào ra liên tục. Chiếc này nối tiếp chiếc kia chạy rầm rập. Không chỉ gây kinh động cả thôn xóm, chiếc xe chở đất đá này còn gây ra bụi bao trùm cả khu dân cư. Nhà dân hai bên đường luôn phải đóng chặt cửa, hạn chế bụi bay vào nhà. Thậm chí có người còn đặt chướng ngại vật ra giữa đường để các xe tải không chạy sát cửa nhà mình. Theo người dân thôn Lương Hòa, dòng suối này trước đây nước trong vắt chứ không ô nhiễm như thế này. Vì vậy, bà con nơi đây ai cũng tận dụng đào giếng gần suối để lấy nước sinh hoạt. Hiện nước suối đã đổi màu đen kịt, có mùi hôi tanh, ruồi muỗi bầu đầy. Còn nước giếng múc lên cũng chỉ có thể tưới rau. Mấy tháng rồi mà ngưng mưa mà bây giờ nước nó vẫn còn đang chảy ngang qua đây, mà cái mùi là nó hôi thối. Nghĩa là xung quanh dân đây là giếng là cái thứ là bị ô nhiễm hết rồi, không có làm được cái gì trong cái nguồn nước này, nó ngấm vào trong cái dưới lòng đất luôn, nên là bây giờ tất cả ở đây là không có sử dụng cái nguồn nước giếng này nữa mà dùng bằng nước máy. Bên đây có nước máy rồi, mà bây giờ ruồi muỗi là cái thứ là nó rất là nhiều. Khi mà xử lý bằng vôi là nó chảy cái nước xuống là màu vàng. Đó, trường hợp mà nó thối quá là cho nên nó xử lý vôi bột nó giải xuống. Mà được bữa hai bữa nó lại đen lại à, nó lại dị xuống đen lại à. Bắt đầu là từ lúc mưa ngắt mưa 3 tháng đến giờ là nước nó cứ chảy hàng ngày á, ngày nào nó cũng như vậy, không có lúc nào nó ngừng. Theo người dân, dòng suối này dài khoảng 3–4 km, bắt nguồn từ dù gì chạy qua nhiều đoạn khu dân cư trước khi đổ ra biển. Hiện tại dù nước suối có phần giảm bớt hôi thối so với năm ngoái, tuy nhiên dân quanh khu vực vẫn phải đóng cửa suốt ngày. Dù đã kiến nghị nhiều lần lên chính quyền, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục triệt để. Đôi ở trong nhà là bắt vô trong nhà, chịu không có nổi luôn, còn là thúi ghê lắm, thúi hơn là cầu tiêu luôn vậy á. Thành thử bây giờ cô cũng đề nghị ở những cái nước sạch để cho dân ở đây mình đỡ một xíu, nói chung là ảnh hưởng bệnh lên là mũi dễ sợ, đêm đặt nhà cô hả? Đóng cửa móc màng á, mà bắt 40–50 con muỗi trong nhà luôn á. Chúng tôi xin tiếp tục chương trình với một số phản ánh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, một trong các clip nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả tuần qua là trường hợp của hộ đồng bào dân tộc có 2 con mắc bệnh lạ. Vợ chồng anh Giàng A Nụ, 31 tuổi và chị Sùng Thị Chi, 28 tuổi, trú thôn Giang Đông, xã Ea Đá, huyện Grông Năng, Đắk Lắk, có với nhau 4 mặt con. Nhưng xót xa thay, hai trong số các bé lại mắc chứng đầu nhỏ. Hai đứa trẻ giờ đến tuổi đi học nhưng trí tuệ phát triển không bình thường, hay có những hành động khó hiểu. Khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0903 3 số cuối 779, người chia sẻ clip này tới chương trình có cho biết, hiện tại ngành y tế vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh ở các bé này. Còn khán giả Tuấn Linh có số điện thoại 0916 3 số cuối 845 thì có quay clip chia sẻ về một sáng chế mới rất hữu ích cho nông dân. Đó là máy thu gom lúa đổ dưới chân ruộng do nông dân Nguyễn Văn Hứng, ngụ tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang mới sáng chế thành công. Chiếc máy này còn có thể sử dụng để hút bụi, hút rác, thổi hơi gió làm ráo hạt và thân lúa nhằm hỗ trợ máy gặt đập liên hợp vận hành sớm hơn vào buổi sáng và muộn hơn vào buổi tối. Thậm chí nếu còn được cải tiến thêm thì còn có thể dùng để hút bụi rác trên đường. Một trong những điểm du lịch đang thu hút du khách khi đến Khánh Hòa là khu du lịch Suối Hoa Lan, cách trung tâm thành phố Nha Trang 30 km về phía đông bắc. Khán giả Phương Nghi từ số điện thoại 0984 3 số cuối 914 có cho biết, tới đây thì du khách có thể khám phá cảnh núi rừng xanh tươi, hòa mình vào thiên nhiên với không khí trong lành và để ngắm muôn loài hoa lan rừng tỏa hương thơm ngát. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các clip kể trên. Hai đứa con mắc bệnh lạ của anh Nụ và chị Chi là Giàng Thị Kim Tuyền 7 tuổi và Giàng A Đức Duy 5 tuổi. Tuyền cùng Duy có nhiều biểu hiện rất lạ, thường đập đầu vào những vật cứng. Trong lúc chơi đùa cùng nhau, Tuyền có thể bất chợt lao vào ẵm Duy rồi cụm đầu vào nhau. Thậm chí, cháu Duy thường xuyên nằm xuống nền nhà để đập đầu rất mạnh, nhưng khi đứng dậy không hề khóc. Anh Nụ cho biết, khi phát hiện hai cháu bị bệnh, đã đi đến bệnh viện khám, nhưng bác sĩ không biết là bệnh gì. Hai đứa trẻ dáng vẻ dị thường, vẫn hàng ngày cùng chơi những trò khờ dại. Chiếc máy do anh Hứng sáng chế có kết cấu khá đơn giản. Máy được vận hành bởi một máy xăng 2 thì, công suất 1,6 HP, một đầu hút lúa đổ và một đầu thổi lúa ra, được sử dụng bằng ống nhựa PVC. Hộp thu lúa được anh gia công bằng tôn dài 50 cm, cao 40 cm, có hai ngăn được ngăn cách bởi lưới kẽm ở giữa. Để gia công bộ khung sườn, anh tận dụng các thanh sắt cũ, phuộc và bánh xe đạp đã qua sử dụng. Với chiếc máy trên, mỗi giờ anh có thể thu được từ 10 đến 30 kg lúa đổ, trong khi chỉ tốn từ 0,75 đến 1 lít xăng. Việc thu gom lúa đổ, ngoài giúp mang lại thu nhập, còn giúp vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch rất hiệu quả, như thu gom lúa đổ, bông cỏ, đảm bảo một vụ sau ít cỏ, khắc phục tình trạng lúa cỏ, lúa lộn. Qua đó giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng hạt lúa thành phẩm, đặc biệt là đối với ruộng được chọn để sản xuất lúa giống. Sau này chú nghĩ rằng chú sẽ chế ra một cái máy chạy bằng công suất bằng lớn hơn. Máy dầu đi, vừa mình chạy ngồi ở trên mình lái mà nó công suất chú sẽ làm nó gấp ví dụ 10 lần này, bị ngang nó khoảng 7-8 tấc để mình đi hút trên đường phố nó gọn. Bị mình thấy trên đường thì cũng có xe hút bụi nhưng mà cái xe nó rất là lớn, cồng kềnh mà lại mình phải mua nhập nước ngoài nghe nói là 500-600 triệu cả tỷ gì đó. Còn cái máy này thì nó nếu chú làm là chú nghĩ nếu làm bằng máy dầu chắc cũng 10 mấy 20 triệu gì rồi. Suối Hoa Lan bắt nguồn từ đỉnh núi Hòn Hèo, cao 700 m so với mặt nước biển. Con suối dài hơn 6 km, được hình thành từ nhiều suối nhỏ, dốc rách chảy quanh năm. Qua mỗi gành đá lại tạo nên thác nhỏ. Bên suối, cây cối mọc tươi tốt quanh năm, đặc biệt là cây phong lan với đủ chủng loại nở hoa rất đẹp. Chính vì thế, người dân đã đặt tên con suối này là suối Hoa Lan. Nhờ ưu thế về mặt địa hình, khu du lịch suối Hoa Lan đã thu hút được rất nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ và các du khách nước ngoài. Đến đây, có thể ngắm đủ loại hoa lan quý hiếm, có ở khắp nơi với nhiều màu sắc đẹp mắt như từ vũ nữ, phượng hoàng, tai trâu, đuôi sóc, đuôi chồn, đuôi gà, tiên nữ, quế hương. Lan mọc ra từ những gốc cây cổ thụ hoặc trên các vách đá, đua nhau khoe sắc. Không chỉ phục vụ du khách tham quan, ngắm cảnh, vườn hoa lan còn là nơi phục vụ nhu cầu học hỏi của học sinh, sinh viên và giảng dạy của các giảng viên khoa sinh học. Vừa bảo vệ được sự phát triển phong phú của loài thực vật này mà vẫn không phá vỡ quan cảnh thiên nhiên thơ mộng ở nơi đây. Cũng nằm trong khu du lịch suối Hoa Lan, vườn hoa cánh bướm vừa được chủ đầu tư đưa vào hoạt động trong dịp đầu xuân vừa qua. Hoa cánh bướm, còn gọi là cúc sao nháy hay hoa chuồn chuồn, được trồng tại đồi Hoa Tiên với diện tích gần 5.000 m². Là loại hoa xinh đẹp nổi bật với vẻ đẹp nhẹ nhàng, mỏng manh, phủ một màu vàng rực, mút tầm mắt, trải vàng như một thảm nắng rực rỡ trên triển đồi sẽ khiến cho du khách cảm thấy thư thái, yên bình. Tiếp theo chúng tôi xin chuyển sang phần công bố clip trúng thưởng tuần này. Xin được chúc mừng khán giả đại diện cho người dân thôn An Tiến, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hòa, tỉnh Thái Bình cung cấp đến chương trình clip "Ủ phân bò ngay đầu làng, người dân hứng ô nhiễm". Với clip phản ánh về ô nhiễm thì khán giả này sẽ nhận được một bộ đầu thu kỹ thuật số HD9. Còn khán giả Nguyễn Văn Toàn từ số điện thoại 0912 ba số cuối 456, người chia sẻ tới chương trình sáng chế máy đa năng vừa cuốn rơm vừa tận thu gốc rạ của một bệnh nhân ung thư là anh nông dân Trần Đức Mạnh, trú tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, sẽ may mắn nhận được một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng của VTC. Phần thưởng sẽ được gửi tới khán giả trong thời gian tới. Còn sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những clip này. Những hình ảnh được ghi lại tại khu vực bãi đê đầu làng An Tiến. Nhiều tháng nay, nơi đây bị biến thành chỗ ủ phân bò. Chất thải của hàng nghìn con bò ngập ngụa cả một diện tích rộng, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Điểm tập kết phân bò nằm cách khu dân cư chỉ khoảng 100 m, lại đúng hướng đông nam, nên mỗi khi có gió, người dân lại hứng đủ. Kèm theo đó là những cơn mưa dùi nhặng. Toàn bộ mặt đê đã được đổ bê tông bằng phẳng thì bị xe vận chuyển phân bò băm nát và rải một lớp phân tươi dày đặc. Sau khi chế tạo thành công máy tự động cuốn rơm trên những cánh đồng vừa gặt, giúp cho nông dân tận thu được nguồn rơm, không đốt bỏ bừa bãi gây ô nhiễm môi trường như trước đây, thì vừa qua, để tạo điều kiện cho anh Trần Đức Mạnh có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn từ căn bệnh hiểm nghèo, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ kỹ thuật cùng nhiều phương tiện hiện đại để cùng anh chế tạo cỗ máy vừa cuốn rơm vừa tận thu gốc rạ. Dự kiến những gốc rạ thu được sẽ cung cấp cho nông dân vùng trồng thanh long và nấm rơm. Cỗ máy hoạt động được trên mọi địa hình đồng ruộng và nương rẫy. Hiện cỗ máy độc đáo này đang được anh và Sở Khoa học Công nghệ Khánh Hòa dần hoàn thiện, và sau khi hoàn tất các thủ tục về quyền sở hữu trí tuệ, Sở sẽ đem áp dụng trên các cánh đồng giúp ích cho người nông dân. Đây được coi là cỗ máy đầu tiên trong cả nước có được những chức năng như trên do người Khánh Hòa chế tạo. Thưa quý vị, để nhận những phần quà tặng này thì quý khán giả trúng thưởng vui lòng cung cấp chứng minh nhân dân hai mặt và địa chỉ nhận quà về email gocnhinkhán giả@vtc.gov.vn. Các bạn cũng có thể là những người may mắn tiếp theo sở hữu bộ đồ thu kỹ thuật số HD9 hoặc gói gia hạn cao cấp 12 tháng của VTC bằng cách gửi cho chúng tôi những clip hấp dẫn và đặc sắc. Tới đây thì chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhán giả@vtc.gov.vn hoặc có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.